thị trường ô tô cũ, xe nhập khẩu được ưa chuộng. Những năm gần đây, số lượng các mẫu ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước Georgia tăng nhanh chóng. Theo thống kê mới nhất, thị trường Việt Nam hiện có trên dưới 60 mẫu ô tô du lịch được lắp ráp nội địa, gồm cả xe động cơ đốt trong và xe điện. Tuy nhiên, trong số những dòng ô tô ăn khách nhất thị trường vẫn xuất hiện không ít mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tiêu biểu có Mitsubishi Xpander, trừ bản mặt trời được lắp ráp, Mitsubishi Fox, Ford Everest hay Toyota Yaris Cross. Cùng đó, tỷ trọng xe nhập khẩu trong cơ cấu doanh số bán ô tô mới cũng có xu hướng gia tăng qua từng năm. Theo số liệu từ VAMA, Tổ chức Mô tô, VinFast và Bộ Công Thương, nếu xe CBU chiếm 22,1% trong tổng số ô tô mới bán ra năm 2016, thì trong giai đoạn từ 2021 đến 2023, con số này luôn duy trì ở mức trên 30% mỗi năm. Xu hướng tương tự cũng diễn ra ở lĩnh vực kinh doanh ô tô cũ. Thống kê từ sàn giao dịch ô tô.com.vn cho thấy, tỷ lệ tin giao bán xe CBU đã qua sử dụng duy trì ổn định ở mức trung bình 37% từ năm 2019 đến 2022, song đã tăng mạnh lên khoảng 50% trong năm 2023 và sau 3 quý đầu năm 2024. Nguồn gốc xuất xứ cũng là yếu tố được người tiêu dùng Việt quan tâm hàng đầu khi chọn mua ô tô cũ. Trong quý 3 năm 2024, tiêu chí này xếp thứ 3 về số lượt tìm kiếm với 372.795 lượt, chỉ xếp sau tiêu chí về loại hộp số 609.335 và loại nhiên liệu sử dụng 410.074 lượt, đồng thời được chú trọng hơn cả các yếu tố như màu sơn xe 344.118 lượt và số chỗ ngồi 301.875 lượt. Tại Việt Nam, một số mẫu ô tô mới vẫn đang có cả phiên bản nhập khẩu và lắp ráp trong nước như Mitsubishi Xpander, Ford Ranger, Toyota Fortuner. Các mẫu ô tô này đều áp dụng mức giá như nhau cho cả xe CKD và xe CBU. Tuy nhiên, tại thị trường ô tô cũ, giá xe nhập khẩu có phần nhỉnh hơn so với xe lắp ráp. Đơn cử mẫu Kia Morning 2011 nhập khẩu Hàn Quốc có giá giao bán trung bình 188 triệu đồng, cao hơn 35 triệu đồng so với Kia Morning 2012 lắp ráp nội địa. Hay như Hyundai Creta được Tổ chức Mô tô chuyển sang lắp ráp tại nhà máy ở Ninh Bình từ tháng 4 năm 2023. Giá bán lại của các mẫu Creta 2022 nhập khẩu thậm chí còn cao hơn bản CKD sản xuất 2023 khoảng 5 triệu đồng. Chênh lệch về giá bán lại cũng thể hiện rõ trên hai mẫu xe Ford Ranger 2021 và Toyota Fortuner 2021, khi giá xe CBU cao hơn xe CKD từ 15 đến 22 triệu đồng. Quý 3 năm 2024, chiếm đa số trong 10 mẫu ô tô cũ được tìm kiếm nhiều nhất tiếp tục là các dòng sedan hạng B như Toyota Vios, đứng đầu với gần 800.000 lượt, Honda City, thứ 9 đến 432.000 lượt và Hyundai Accent, thứ 10 đến 426.000 lượt. Bên cạnh đó là các mẫu xe 7 chỗ kích thước lớn như Toyota Innova, thứ 2 đến 532.000 lượt, Toyota Fortuner, thứ 3 đến 518.000 lượt và Honda CR-V, thứ 5 đến 482.000 lượt. Hầu hết các mẫu ô tô kể trên đều có cả bản nhập khẩu và lắp ráp đã qua sử dụng được giao bán trên thị trường. Nhập khẩu ô tô tăng vọt, phần lớn từ Trung Quốc. Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 9 lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu là 18.405 chiếc, trị giá 377,7 triệu đô la Mỹ. So với tháng 8, lượng xe nguyên chiếc nhập cảng tháng 9 tăng 22,2% về số lượng và 26,4% về giá trị. Lũy kế hết quý 3, tổng lượng xe nguyên chiếc nhập cảng là 124.983 chiếc, trị giá 2,56 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến hết tháng 9 lượng xe nguyên chiếc tăng 32,7% về số lượng và 16% về giá trị. Đáng chú ý, ô tô nguyên chiếc xuất xứ Trung Quốc tăng mạnh vượt 2 năm trước, đạt 21.948 chiếc, trị giá 635,4 triệu đô la Mỹ. Cả năm 2023, Việt Nam chỉ nhập khẩu 11.002 ô tô từ Trung Quốc với tổng kim ngạch đạt 394,2 triệu đô la Mỹ. Năm 2022, số lượng nhập khẩu xe Trung Quốc là 17.333 chiếc với tổng kim ngạch đạt 714,6 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo mới nhất của VAMA, doanh số bán hàng của nhóm hội viên thuộc Hiệp hội tháng 9 đạt 36.585 xe. Ở từng phân khúc đều tăng gần gấp rưỡi so với tháng trước, doanh số xe du lịch tăng 51%, xe thương mại tăng 25%, xe chuyên dụng tăng 48%. VAMA cho biết doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 19.500 xe, tăng 62% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.085 xe, tăng 30% so với tháng trước. Số liệu cho thấy thị trường ấm lên sau khi chính sách giảm phí trước bạ có hiệu lực, đồng thời các hãng xe cũng tung các gói ưu đãi song song để tiêu thụ xe xuất khẩu. Thị trường xe máy sôi động hơn dịp cuối năm. Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) mới đây đã công bố doanh số thành viên trong quý 3 năm 2024 đạt 686.001 chiếc. Đây là quý có doanh số được ghi nhận cao nhất từ đầu năm. VAMM từng cho biết, quý 1 năm 2024, doanh số bán xe máy thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây với 603.745 xe.
Bước sang quý 2 năm 2024, sản lượng tiêu thụ tiếp tục sụt giảm nhẹ, chỉ đạt 603.127 xe. Như vậy, doanh số bán hàng quý 3 năm 2024 đã tăng 13,74% so với quý trước, đồng thời so với cùng kỳ năm trước cao hơn 12,34%. Hiện tại, 5 thành viên VAMM gồm Honda Việt Nam, Yamaha Việt Nam, SIM Việt Nam, Suzuki Việt Nam và Piaggio Việt Nam đang cung cấp cho thị trường các dòng sản phẩm đa dạng, bao gồm các dòng xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao. Nhận định về việc tăng doanh số trong quý 3, một vị đại diện VAMM cho rằng quý này có tháng 9 là khoảng thời gian học sinh, sinh viên nhập học và tìm mua một chiếc xe máy để sử dụng đi học, sử dụng hàng ngày. Đây là lý do chính khiến doanh số tăng. Nếu duy trì được đà tăng doanh số này trong quý cuối cùng của năm 2024, nhiều khả năng lượng xe máy các thành viên VAMM bán ra sẽ tăng so với 2023. Khoảng cách doanh số so với cả năm 2023 hiện đang gần 630.000 xe. Mazda BT50 sắp có phiên bản nâng cấp. Mazda vừa xác nhận sẽ giới thiệu bản nâng cấp toàn diện của mẫu xe bán tải Mazda BT50 vào tuần sau, đồng thời tung ra hình ảnh hé lộ đầu tiên. Theo đó, Mazda BT50 2025 sẽ có đèn pha mới với tạo hình tương tự mẫu SUV Mazda CX-5. Cụm đèn này nối liền lưới tản nhiệt chứa logo Mazda cỡ lớn. Hãng xe Nhật Bản cho biết BT50 mới sẽ được tái thiết kế toàn diện từ trong ra ngoài, cũng như nâng cấp mạnh hệ thống điều khiển HMI cùng các tính năng an toàn và hỗ trợ lái. Thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, tuy nhiên các nguồn tin dự đoán BT50 2025 sẽ có những thay đổi giống với mẫu Isuzu D-Max mới vừa ra mắt hồi đầu năm. Ở thế hệ hiện tại, BT50 và D-Max có thể xem là cặp bán tải song sinh do được phát triển trên cùng nền tảng. Trên bản Philippe, D-Max có cản trước và cụm đèn trước và sau với thiết kế mới, màn hình thông tin tăng từ 4,2 lên 7 inch, cổng sạc USB-C và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau với khả năng tự động phanh, màn hình trung tâm cũng được nâng cấp. Tại Việt Nam, Mazda BT50 âm thầm biến mất khỏi danh mục sản phẩm của hãng từ đầu năm. Theo nguồn tin của xe giao thông, việc Mazda BT50 không còn trên trang chủ Mazda Việt Nam do mẫu xe đang tạm ngừng bán, có thể để chờ phiên bản mới. Peugeot E408 vừa ra mắt có thể di chuyển 453 km sau một lần sạc. Trong lần ra mắt lần này, Peugeot E408 chỉ có một mức thông số kỹ thuật đối với hệ chuyển động thuần điện. Xe trang bị một motor đặt tại cầu trước có công suất 210 mã lực, 155 kW, được cấp năng lượng từ khối pin 58,2 kWh, mang lại tầm di chuyển khoảng 453 km theo chu trình WLTP. Peugeot cho biết, hãng đã tiến hành nghiên cứu thị trường và rút ra rằng nhóm khách hàng tiềm năng của E408 thường chỉ đi khoảng 45 km mỗi ngày, nên những thông số nêu trên là vừa đủ và giúp chi phí sản xuất không bị đội lên quá cao. Pin xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa lên đến 120 kW, với khả năng sạc từ 20 đến 80% trong vòng 30 phút. Ngoài ra, khách hàng mua xe cũng có thể sử dụng cơ chế sạc AC tại nhà với mức công suất 11 kW. Người mua có thể lựa chọn giữa hai phiên bản, Allure tiêu chuẩn hoặc giá trị cao cấp hơn. Phiên bản giới thiệu có đèn pha LED Matrix, cốt điện rảnh tay, đèn nền nội thất và công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 2. Cả hai phiên bản đều có các tính năng tiêu chuẩn như Apple CarPlay không dây, điều hòa 2 vùng, bơm nhiệt và hệ thống lên kế hoạch hành trình tích hợp trên hệ thống định vị cùng với ứng dụng sạc điện thoại. Việc ra mắt E408 và mở cọc từ 2 tháng 10 đánh dấu bước tiến mới nhất trong tham vọng của Peugeot để trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô điện bình dân hàng đầu tại châu Âu. Peugeot E408 mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Mulhouse và được hưởng lợi từ chế độ bảo hành lên đến 8 năm trên 160.000 km, dài nhất trong số các thương hiệu châu Âu. Hiện hãng chưa công bố giá xe.